chương không mạnh nhất đấu giá hệ thống nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio chí tôn đạo trường thái cổ vực hắc ám phường thị được vinh dự thần bí nhất cùng địa phương tối tâm nhất tại mảnh này phường thị bên trên từng sợ xuất hiện kinh người thần vật trong đó không thiếu để vừa rơi xuống mịch tiểu tử ngắn ngủi mấy năm trở thành cự phách chấp chưởng một giáo địa vị tôn quý nhưng cũng có cực kỳ hắc ám một mặt giết người đoạt bảo nhìn mãi quen mắt dù vậy cũng hấp dẫn lấy thái cổ vực vô số thế lực ánh mắt bây giờ hắc ám phương thị phồn hoa nhất chi địa đột ngột hiện lên một tòa vô cùng cổ phát to lớn phòng đấu giá không có ai biết là thế nào tới phản phất giống như là một đêm mà tới tiên vận cổ phát hào hùng khí thế quan sát hắc ám phương thị dẫn phát oanh động trời ạ à, trong vòng một đêm đột ngột hiển hiện một tòa phòng đấu giá Ai có thể nói cho ta là thế nào làm được? Điên rồi, dám ở nơi này xây phòng đấu giá, ta dám đánh cược tất nhiên là bị cướp sạch mệnh. Thật sự là lớn tin tức, nhìn thủ bút này đoán chừng cũng là một phương thế lực lớn gây nên, chính là không biết là phương nào thế lực. Chúng nghị nhau nhau. Suy đoán không ngừng. Nhưng càng nhiều người thì rất khẳng định, phòng đấu giá này sống không qua nửa tháng, phải biết hắc ám phường thị nơi này thế nhưng là địa phương hỗn loạn nhất ngưu quỷ xa thần, tàn long ngọa hổ, không biết nhiều ít kẻ tàn nhẫn ở bên trong trốn tránh. Cho dù là hắc ám phường thì thành chủ cũng từng thành lập qua phòng đấu giá, chỉ bất quá, chỉ dùng ngắn ngủi ba ngày liền suy sụp, bị người thần bí liên tiếp cướp sạch, từ đó về sau, mảnh này tình thổ liền không người dám xây phòng đấu giá. Dưới mắt đột ngột hiển hiện một tòa hùng vĩ như vậy cung khuyết, tự nhiên làm người khác chú ý. Nhìn thủ bút này hào hùng khí thế, tới khẳng định phi phàm nhưng càng nhiều người kiên định vẫn như cũ không chống được nửa tháng trong phòng đấu giá một tuấn mỹ người trẻ tuổi mở mắt ra con mắt màu đen tràn ngập vẻ kỳ dị lẩm bẩm nói thái cổ vực hắc ám phương thị phòng đấu giá có ý tứ hắn tên là sở tuân cũng là từ địa cầu xuyên qua tới trở lên một thế lai lịch độc thuộc lòng văn học mạng tự nhiên biết gặp phải là cái gì chỉ là để hắn cảm thấy có ý tứ chính là, lần này xuyên qua không phải trở thành nhân vật phản diện, cũng không phải trở thành thiên mệnh chi tử, ngược lại thành một chỗ phòng đấu giá chủ nhân. Chủ trưởng phòng đấu giá Phụ trách đấu giá vô thượng thần vật cùng cứu cực công pháp, dùng để sáng lập từng vị khí vận chi tử, cùng cứu cực bốt, chính là cùng với đáng sợ phía sau màn hắc thủ, có chút đảo qua liền có điều minh ngộ, khóe miệng cũng phát họa một vòng tiếu dung. Có ý tứ phòng đấu giá chủ. Vô thượng thần vật. Tâm thần một chút cảm ứng cũng đối phía ngoài nghị luận nhưng tại ngực, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói. Hắc ám phương thị liên tiếp hạ giới ba ngàn vị diện, lại bao trùm cả tòa thái cổ vực, ở trong cất giấu không biết nhiều ít đại nhân vật, nếu là người khác khai mạc bán trận tất nhiên là bị cướp sạch vận mệnh. Dù sao tại cường đạo trong ổ mặt khai mạc bán trận, cùng khoe của lại cái gì khác nhau? Chỉ tiếc tự thân mang theo hệ thống. Đinh Chúc mừng túc chủ kích hoạt hệ thống, trưởng khống phòng đấu giá. Vì phòng ngừa có người làm loạn, túc chủ có thể triệu hoán nhân vật phản diện bốt. Hả? Sở tuân có chút nhíu mày, trên mặt anh Tuấn mang theo hoang mang rất nhanh liền lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lẩm bẩm nói. Có ý tứ, phòng đấu giá chủ có thể triệu hoán nhân vật phản diện dùng để duy trì trị an. Nhân vật phản diện đẳng cấp. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, trung cực. Chia làm bốn cấp độ. Triệu hoán nhân vật phản diện trăm phần trăm trung thành túc chủ. Yếu nhất nhân vật phản diện cũng là cấp thấp tiểu thuyết bốt. Chỉ là đơn giản liếc nhìn một chút, sở tuân đôi mắt liền nở rộ vẻ kỳ dị, khóe miệng nghiền ngẫm cũng càng thêm lớn, ánh mắt rơi vào bên ngoài ánh mắt không có hảo ý bên trên, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cường đạo, cướp giật. Tại hắn nhận biết bên trong trong tiểu thuyết nhân vật phản diện đại bốt không có một cái nào là đơn giản mặt hàng một cái kia không phải giết người như ngoé đóng thi như núi đối với cướp bóc không cướp đoạt người hắn đã là nhân từ cùng vạn hành nào có bị lược đoạt một ngày hệ thống tại mở ra triệu hoáng ông một giây sau sở tuân tâm thần phản phất giống như rơi vào một mảnh kỳ huyển thiên địa bên trong thiên khung lờ mờ xích hồng đại địa chảy máu có một đạo kinh khủng thân ảnh nhắm mắt chữa thương trên thân tràn ra một sợi khí tức liền để thương khung xé rách mặt đất sụp đổ sơ cấp bốt thì huyết ma tôn từng đồ sát ức vạn người dùng để hiến tế không thiếu đại năng cùng thánh nhân khẩn cầu ma thần trao tặng trường sinh chi pháp mưu toan trường sinh bất lão ánh mắt biến hóa lại nhìn thấy một tôn đáng sợ huyết sắc kỵ sĩ ngồi ngay ngắn ở kinh khủng thần thú bên trên lộ ra mông lung hình dáng nhiếp nhân tâm phách sơ cấp bố. Huyết sắc kỳ sĩ, ngồi cưỡi thái cổ hung thú hỗn độn vì tọa kỵ, mổ vốn cự lấy bên trong chung cực nhân vật phản diện, vui dết chóc, vui tra tấn cùng luyện ngục, tự xây một chỗ địa ngục lòng giam. Theo sát, sở tuân lại gặp được một tôn phong hoa tuyệt đại nữ tử thân ảnh, đứng ngạo nghễ tại chư thiên chi đỉnh, mặc dù thân ảnh mông lung mơ hồ, lại cho người ta tuyệt đại cảm giác, giống như có thế trấn áp cửu thiên thập địa. Sơ cấp bố Nữ đế, lấy mỹ thuật đăng lâm tuyệt đỉnh, lại tu hành cực điểm tà ác thôn phệ chi pháp, thôn phệ người khác bản nguyên cùng sinh cơ, từng cùng tình nhân liên thủ ám toán đại đế vị hôn phu, hấp thụ bản nguyên nhảy lên trở thành thiên địa cường giả. Sau đó, sở tuân ánh mắt tại những này sơ cấp bốt thân ảnh bên trên đảo qua, tâm thần cũng có chút trung động, chưa từng nghĩ tới chỉ là sơ cấp bốt, liền như thế cường đại khiếp người, nhìn xem kia không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập ngập trời hung lệ cùng tàn bạo thân ảnh, chỉ là một đạo con người phiết đến liền có thể làm cho người linh hồn cứng nhắc, thân thể run rẩy, thể xác tinh thần đều muốn nổ tung, cũng có chút hít vào khí lạnh. Kinh khủng. Coi là thật kinh khủng. Đây là sở tuân thứ nhất giác quan. Chỉ là đảo qua những này sơ cấp bốt, liền đối với trung cấp bốt lên mãnh liệt hứng thú, chẳng qua là khi ánh mắt dừng lại tại trung cấp tấm thẻ thứ nhất bên trên, sở tuân ánh mắt có chút ngưng kết, hô hấp cũng gấp gấp rút, rung động nói. Làm sao có thể? Lại là hắn. Trung cấp bốt. Một trương thân ảnh quen thuộc. Đứng ngạo nghễ tại chư thiên ở giữa, ngay cả ngàn vạn sao trời đều tại vần quanh thân ảnh của hắn. Hình như có thanh âm quen thuộc đang vang vọng. Chủ ta trưởng chư thiên vạn giới lúc, ngươi tổ tông còn chưa xuất thế tại tấm thẻ này sở tuân trọng vẹn dừng lại một khắc đồng hồ lâu, cho dù nhìn lại tiếp theo trương lúc cũng khó tả đáy lòng rung động, chỉ là trung cấp bốt liền xuất hiện hắc ám tiên đế cao như vậy nhân khí nhân vật phản diện, thật sự là vượt quá sở tuân dự kiến. Đối với cao cấp, thậm chí chung cực, càng lên không có gì sánh kịp hiếu kỳ. Bạch, 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 ánh mắt rất nhanh từ rất nhiều trung cấp bốt thượng lưu chuyển, cho đến xem cuối cùng một trương sau đem ánh mắt rơi vào cao cấp bốt bên trên chỉ tiếc thấy được một thiên mông lung giống như hỗn độn tiên vụ thần thức che đậy khó mà nhìn thanh hệ thống nhắc nhở túc chủ trước mắt chỉ có thể quan sát trung cấp bốt về phần cao cấp còn không tư cách hy vọng túc chủ tăng lên phòng đấu giá đẳng cấp đến tiếp sau mới có thể lần lượt mở ra xem tuy có mấy phần thất vọng nhưng nội tâm vẫn là cực kỳ thỏa mãn sơ cấp bốt trung cấp bốt. Hắn thấy, tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thể quét ngang hắc ám phương thị, bất kể hắn là cái gì tạng long ngọa hổ hỗn loạn chi địa, hoặc là cái gì hắc ám nơi chốn, chỉ cần dám thò đầu ra chém vết sạch sành xanh. Ánh mắt tràn ngập một vòng vẻ phấn khởi, lẩm bẩm nói. Hệ thống. Mở ra triệu hoáng. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 02 Cấm khu chi chủ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ông Từng đạo kinh khủng vô biên hung lệ thân ảnh lấy tấm thẻ hình thức hiển hiện, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái tấm thẻ viên cầu, đang không ngừng va chạm xoay tròn, cho đến rơi xuống một cái thẻ. Chỉ bất quá sơ cấp tấm thẻ nhiều lắm, chiếm cứ rút thưởng 90%, trung cấp chỉ có vài trương, cao cấp càng là chỉ có một trương. Hệ thống nhắc nhở. Có thừa túc chủ đẳng cấp quá thấp. Tấm thẻ tỷ lệ cũng quá thấp, theo túc chủ tăng lên đẳng cấp, thì tấm thẻ tỷ lệ tăng nhiều. Túc chủ. Sở tuân. Túc chủ đẳng cấp. Một cấp. Túc chủ tu vi. Tạm thời chưa có. Túc chủ công pháp. Tạm thời chưa có. Rút thưởng cơ hội. Tạm thời chưa có. Triệu hoán cơ hội. Một lần, ngay tại sử dụng, những này Sở Tuân chỉ là đơn giản liếc nhìn một chút, càng nhiều vẫn là chờ mong sẽ rút ra cái gì tấm thẻ, vô số tấm thẻ ở bên trong xoay tròn va chạm, cuối cùng có một mảnh cực kỳ phổ thông tấm thẻ màu xám rơi xuống ra. Sơ cấp tấm thẻ. Sở Tuân nói khẽ, ánh mắt cũng có vẻ tò mò, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào, đầu ngón tay chạm đến tại tấm thẻ bên trong tâm thần lập tức đắm chìm trong một chỗ không ngân mênh mông thiên địa. Đại địa xích hồng khô cạn, vạn vật yên lặng, không có sinh linh ba động, phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông thiên địa hóa thành tử vong cấm khu, không người dám đặt chân, mà cấm khu chỗ sâu nhất có một tòa cô tịch huyết sắc phần mộ lớn. Ở bên trong quan hà lượng lờ, Thùy Thải nhìn vạn đạo, cùng bên ngoài tịch mịch cấm địa hoàn toàn khác biệt, phóng tầm mắt nhìn tới có thật nhiều kinh người thần dược, có thể tái tạo lại toàn thân, tràn ngập kỳ dị hương thơm âm âm dưới mắt cô tịch phần mộ lớn lại tại rất nhỏ rung động có khí tức cổ xưa lan tràn mà sinh bao phủ phương thiên địa này tàn thương thanh âm khàn khàn rơi xuống ngủ say hơn vạn năm là ai đem ta bừng tỉnh sở tuân thần sắc nổi lên kinh ngạc lẩm bẩm nói đặng chỉ già thiên ở kiếp trước hắn tự nhiên xem qua một bản nhân khí cực cao tiểu thuyết đặng chỉ già thiên bên trong cấm địa chi chủ chính là bực này tồn tại, vốn là một phương đại đế, lại không cam lòng như vậy vẫn lạc, từ đó tự phong hóa thành cấm địa, biến thành cấm địa chi chủ, một phương hắc ám chí tôn. Dưới mắt sở tuân bộc lộ vẻ chờ mong. Sẽ là bực này nhân vật sao? Theo sát. Một tôn cực kỳ đáng sợ cường giả cất bước tại hư vô bên trong, thiên khung cũng giống như muốn đổ sụp, không thể thừa nhận thân thể của hắn, thể nội tràn ra một sợi khí tức liền để đại đạo rung lẫy bẫy, chư thiên sinh linh đều tại gào thét. Ta đã khôi phục, liền muốn thôn phệ vạn vạn người tính mệnh tứ nhuần tự thân huyết nhục cùng linh tính, hắc ám náo động, khôi phục. Xoa. Sở tuân tâm thần bỗng nhiên thu nạp, xuất hiện ở bên trong phòng đấu giá, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy được trước người xuất hiện một tôn vĩ ngạn hung thần nam tử, nhưng rất nhanh liền hóa thành một vị áo xám lão giả ánh mắt bên trong có một vệt mờ mịt, rất nhanh liền hóa thành cung kính, nói. Tiểu cửu, bái kiến chủ nhân. Sở tuân mí mắt nhảy một cái. Cho dù cái này áo xám lão giả hóa thành cao tuổi tuế nguyệt, vẫn như cũ nhận ra vị này chính là vừa mới muốn hóa thành hắc ám thanh toán một phương kinh khủng chí tôn, động một tí liền muốn huyết tẩy ức vạn sinh linh, dùng để tưới nhuần tự thân, tuyệt đối nhân vật phản diện bốt. Hệ thống thanh âm cũng đang vang vọng chúc mừng túc chủ triệu hoán sơ cấp nhân vật phản diện bốt sơ cấp bốt luân chuyển chí tôn cao nhân khí đạn chỉ già thiên bên trong cấm địa chi chủ vốn là một phương đại đế thọ nguyên sắp tới không cam tâm chết đi như thế tự chém một đao lấy tiên nguyên phong cấm tự thân hóa thành cấm địa chi chủ tao ngộ mấy lần đại đế thanh tẩy mà không vẫn sở tuân đôi mắt sáng tỏ sáng rực nói tiểu cửu ngươi bây giờ cảnh giới gì bẩm chủ nhân hắc ám chí tôn. Không tệ. Sở tuân nhẹ nhàng gật đầu, phóng nhãn mênh mông vô ngần chí tôn đạo trường bao phủ vô số khu vực cũng vẻn vẹn chỉ có một vị chí tôn, mà sơ cấp bốt liền có loại thực lực này, sở tuân đã thỏa mãn. Bẩm chủ nhân, tiểu cửu mới từ yên lặng ở trong khôi phục, huyết nhục khô cạn, tạm thời không cách nào phát huy đỉnh phong chi lực, chỉ có thể phát huy thánh nhân chi cảnh cấp độ, bất quá tiểu cửu rất nhanh liền sẽ khôi phục đỉnh phong. Áo xám lão bộc nói. Thánh nhân. Sở tuân thì thào một tiếng, cũng thỏa mãn gật đầu. Thánh nhân chi cảnh tại thái cổ vực ở trong đã có thể hoành hành, trấn áp hết thảy, huống hồ, lấy tiểu cửu thủ đoạn chỉ sợ không phải đơn giản thánh nhân chi cảnh, chỉ sợ đụng tới thật chí tôn cũng có thể tách ra một vật tay. Cảnh giới phân chia. Ba ngàn hạ giới vị diện. Tụ khí, dung linh, niết bàn, pháp tướng, phong hầu, phong vương, tôn giả, thái cổ vực ngụy thần chân thần thiên thần thần vương đại năng chí tôn đạo trường chuẩn thánh thánh nhân chí tôn mỗi cảnh lại phân cửu trọng thiên tại cái này thái cổ vực ở trong chỉ sợ ngay cả một tôn nho nhỏ chuẩn thánh đều không tồn tại lấy tiểu cửu thực lực hôm nay đầy đủ huyết tẩy hắc ám phường thị mà tự thân an toàn cũng có đầy đủ bảo hộ phòng đấu giá bên ngoài lúc này đã tới rất nhiều đạo thân ảnh đột ngột hiển hiện một tòa cổ phát tiên vận mười phần phòng đấu giá như thế nào không dẫn phát quanh động đem hắc ám phường thị mọi ánh mắt đều cho hút tụ tới vô số cường giả cũng nghe hỏi mà biết một vị tuổi trẻ thanh niên áo trắng đặt chân tại cách đó không xa trong hư vô sau lưng mang theo một vị lão bộc bây giờ thần sắc túc bên trong nhìn lại lẩm bẩm nói vô thượng phòng đấu giá nghe nói động tỉnh sao áo bào xám lão bộc hổ thẹn nói chưa từng thanh niên áo trắng ngưng trọng nhìn lại bốn phía cũng có thật nhiều đạo thân ảnh kinh nghi bất định nhìn lại lẩm bẩm nói là vương gia trưởng tử tự thân công tham tạo hóa tuổi còn trẻ liền được phong làm tuổi trẻ chí tôn tương lai có hy vọng chấp chưởng vương gia lúc này không tu hành chạy thế nào hắc ám phường thị rồi kỳ quái vương gia trưởng tử không phải là biết việc này đến đây chúc mừng không quá giống nếu là chúc mừng nên sớm tiến lên mà không phải tại cái này ngừng chân dừng lại. Ta nhớ ra rồi, vương gia lão tổ tiếp qua nửa tháng chín là ngàn năm thọ đảng, vương gia trưởng tử nên đại mấy món bảo vật xem như hạ lễ. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, cũng nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ, vương gia, thái cổ vực ở trong quái vật khổng lồ, tại thái cổ vực ở trong có thập đại gia tộc cổ xưa, phân biệt phân bố một phương, thống ngự hạ giới vị diện, không có chỗ nào mà không phải là nội tình thâm hậu, nền móng chắc cố. Vương gia, chính là một trong số đó chỗ thống ngự cương vực đâu chỉ hơn vạn sao trời vương gia càng là thái cổ vực lưu truyền mấy ngàn năm đỉnh cấp thế gia tại thái cổ vực ai cũng muốn bán ba phần mặt mũi dưới mắt vương gia trưởng tử vương quỳnh ánh mắt rơi vào một chỗ hư vô thanh âm cực kỳ bình tĩnh nói ta vương gia không có nhận được tin tức hẳn là ngươi sở gia người nhận được tin tức đám người giật mình thấy lại đi lúc chẳng biết lúc nào, một mảnh khác trên không hiển hiện một vị tuyệt sắc nữ tử, da trắng nõn nà, mắt sáng như sao, trần bóng không trượt chân ngọc nhẹ nhàng điểm sờ hư vô, một đôi mắt đẹp chính rơi vào phòng đấu giá bên trên, nhẹ giọng lắc đầu nói. Ta sở gia cũng không, bất quá đã tại hắc ám phường thì xây cất một tòa phòng đấu giá, thành chủ nên biết một chút. Rất nhiều người thuận ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ, không khỏi là hít vào khí lạnh. Thành chủ hắc ám phường thì thành chủ. Tại thái cổ vực cái này địa phương hỗn loạn nhất có thể lên làm thành chủ tự nhiên không phải đơn giản mặt hàng. Nghe nói hắc ám phường thì thành chủ tu vi đã không kém gì mười gia tộc lớn nhất lão tổ, một thân tu vi thâm bất khả trắc, chính là thái cổ vực kinh khủng nhất một trong mấy người. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 3 Vô thượng phòng đấu giá. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. T. Thành chủ. Trời ạ. À. Thật là thành chủ, hay là chân thân đến đây? Từng đạo thân ảnh này đều bị trấn trụ, kia bị sương mù hỗn độn bao phủ cao lớn thân ảnh như là hàng cổ chân thần xếp bằng ở kia, dù chưa từng tận lực phóng thích uy áp, vẫn như cũ làm cho người kiên kỵ. Dưới mắt, đạo thân ảnh này chậm rãi mở ra một đạo con ngươi, phóng thích không có gì sánh kịp sáng chói chi sắc cả trên trời mặt trời đều bị áp chế không cách nào cùng cặp kia mắt so sánh dường như hai viên càng nóng rực đại nhật nhìn chăm chú soát sở gia vương gia hai nhà áo bào xám lão bọc người hộ đạo không khỏi là tiến lên một bước ngăn tại nhà mình công tử tiểu thư trước người miễn rơi mất đối mặt thành chủ vô thường vĩ ngạn cũng dưới đáy lòng âm thầm rung động nói hắc ám phường thì thành chủ càng kinh khủng nếu không phải là cắm rễ nơi đây, đủ để tại thái cổ vực mở một tòa đạo trường, thu môn đồ khắp nơi, xưng tổ làm tông. Hắc ám phường thị thành chủ ánh mắt cũng từ cực hạn chói lọi hóa thành bình tĩnh, ánh mắt tại hai vị tiểu bối trên người người hộ đạo khẽ quét mà qua, thanh âm cũng đạm mạc nói. Bản tọa cũng không biết. T. Giờ khắc này. Mọi người càng rung động cùng tò mò. Cái này vô thượng phòng đấu giá đến tột cùng là lai lịch gì? tại hắc ám phường thì xây phòng đấu giá ngay cả cùng thành chủ chào hỏi cũng không từng, cái này cũng không khỏi quá phách lối đi, hoặc là có đầy đủ lực lượng, hoặc là chính là ngu xuẩn ngớ ngẩn, động lòng người nhóm càng khuynh hướng loại thứ nhất. Nhất thời. Từng đạo tin tức lưu truyền ra đi. Hướng phía thái cổ vực truyền đi. Tại thái cổ vực ở trong cái này hắc ám phường thì từng sợi xuất hiện thần vật, những cái kia gia tộc cổ xưa, kinh khủng thế gia, làm sao lại không có tồn tại nhãn tuyến đã sớm nhìn chầm chầm nơi đây động tĩnh, một khi có đại sự sẽ ở trước tiên giáng lâm. Mà bây giờ một tòa vô thượng phòng đấu giá giáng lâm đủ để kinh động bọn hắn. Sở bán trong trang. Sở tuân tự nhiên cảm giác động tĩnh bên ngoài, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, có tiểu cửu tại, tự thân còn ở vào trong phòng đấu giá này, giống như đặt chân vô địch lĩnh vực, không lo lắng có người có thể đánh vỡ. Hiện tại ngược lại có chút chờ mong đấu giá. Đinh. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch tân thủ gói quà. Phải chăng nhận lấy? Rõ. Ông. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được Cứu Cực công pháp. Thần tượng trấn ngục kình, có thể dùng để sáng lập khí vận chi tử. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được vô thượng thần vật, sinh mệnh nguyên tuyền một giọt. Chúc mừng Túc chủ thu hoạch được vô thượng thần vật, vạn vật đỉnh. Sở Tuân đôi mắt sáng tỏ, cái này ba loại vật phẩm cũng dễ dàng lý giải thứ nhất dạng thần tượng trấn ngục kình có chút quen mắt hắn nhớ kỹ có một bản cự lấy bên trong nhân vật chính chính là tu hành công pháp này có vô thượng nghịch thiên chi thuật chỉ là đơn giản đọc qua sở tuân liền khẳng định chính là hắn thỏa thỏa khí vận chi tử công pháp thứ hai dạng sinh mệnh nguyên tuyền càng là nghịch thiên không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của con người còn có thể trị liệu bách bệnh vô luận thể nội tao ngộ bao lớn thương tích lấy sinh mệnh nguyên tuyền sinh mệnh lực đều đủ để khép lại về phần dạng thứ ba thì có chút bình thường vạn vật đỉnh nếu là dùng để ngăn địch cùng trấn áp hiệu quả nên không tính là đỉnh tim lại có một cái cực kỳ khủng bố tác dụng trấn áp khí vận một cái gia tộc như nghĩ trường thịnh không suy tất yếu có trấn áp khí vận thần vật mà vạn vật đỉnh chính là này liệt thậm chí càng kinh khủng chỉ tiếc sở tuân không có quan sát thấu đinh đấu giá sắp bắt đầu mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng phòng đấu giá trước lần lượt từng thân ảnh sang sát có quần áo trường bào màu đen đem tự thân bao phủ rõ ràng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng người dù vậy cũng có thật nhiều đạo ánh mắt không có hảo ý quét tới luôn cảm thấy cái này trường bào màu đen thân ảnh có chút quen mắt còn có thì như một tôn võ thần lộng lẫy chỉ là con ngươi mang theo thận trọng nhìn chăm chú phía trước phòng đấu giá chưa từng ngôn ngữ càng nhiều đến thân ảnh đều bị hấp dẫn mà đến, cùng nhau chờ. Kẻo kẹt. Theo môn hộ nhẹ giọng rung lên. Vô số đạo có chút rũ xuống hoặc khép kín đôi mắt bỗng nhiên mở ra, không khỏi là phóng xuất ra hào quang chói sáng, cùng nhau rơi vào phòng đấu giá bên trong, con người không khỏi là có chút co vào. Đạo trường. Thiên nhiên đạo trường. Những cảnh giới kia kỳ cao người đều vào lúc này bị chấn động. Bên trong phòng đấu giá hào quang vạn sợi, quy tắc trật tự một đạo liên tiếp một đạo lơ lửng tại phòng đấu giá bên trong như là như lưu tin mất đi nhưng lưu lại nồng đậm đạo vận nếu là ở bên trong lĩnh hội một khắc đủ để trên đỉnh ngày xưa ngàn ngày tu hành vương gia kỳ lân tử vương quỳnh cũng tốt sở gia tuyệt sắc nữ tử sở dung ngư cũng được hắc ám phường thị thành chủ cũng không ngoại lệ đều bị một màn này rung động càng là tu vi cao cường người càng có thế cảm ngộ bên trong bất phàm quy tắc trật tự giống như đại đạo vần quanh, thiên địa quy tắc vốn là vô hình, cần tu vi cực hạn cao thâm người mới có thể cảm ngộ giữa thiên địa một sợi trật tự, gọi cường giả. Mà bây giờ, đại đạo trật tự, thiên địa quy tắc như vạn sợi hào quang nở rộ, toàn vẹn lượng lờ tại phòng đấu giá bên trong, để bọn hắn ánh mắt lâm vào ngưng kết cùng rung động, cho dù là không biết hàng người cũng rung động nói. Trời ạ, à, đại đạo trật tự. Bọn hắn bị chấn kinh ở loại địa phương này tu hành. Cho dù là một con lợn mỗi ngày chỉ lo đi ngủ, cũng có thể đi vào thiên thần chi cảnh, thậm chí là kinh khủng đại năng giả cũng không phải không thể đến, nếu là tu hành chăm chỉ một điểm, cho dù là thánh lại như thế nào. Vần quanh tại thiên địa quy tắc đại đạo trật tự bên trong, không thể thành thánh mới là trò cười. Hắc ám phường thị thành chủ thâm thúy đôi mắt hiển hiện vô tận kiên kỵ cùng ngưng trọng, ngay tại vừa mới đáy lòng của hắn còn mang theo vài phần coi thường, có phần muốn biết ra sao phương thần thánh nông cùng như thế, tại hắc ám phường thì thành lập phòng đấu giá mà ngay cả âm thanh chào hỏi cũng không đánh. Mà dưới mắt nhìn thấy một màn này, đẩy lòng của hắn các loại tâm tư đã chôn vùi. Đắc tội không nổi. Đại lão. Tuyệt đối đại lão. Trong vòng một đêm thành lập một tòa phòng đấu giá cũng không phải là kỳ tích, thái cổ vực có thể làm được một màn này người chỗ nào cũng có, nhưng không chỉ có thành lập còn chuyển đến thiên địa trật tự cùng quy tắc liền không phải bình thường người nhưng vì. Hắn tự hỏi, thủ bút này tự mình làm không đến. Cho nên bên trong tràng chủ sẽ chỉ so trong tưởng tượng càng kinh khủng. Rầm rầm. Rầm rầm. Ngắn mũi yên tĩnh về sau. Vô số đạo lửa nóng con ngươi nở rộ ra. Nhất là những cái kia tu vi lâm vào bình cảnh bên trong người tu hành, càng là lộ ra cuồng nhiệt chi sắc nếu là có thể ở bên trong tu hành một lát, tự thân bình cảnh tương nên lưỡi đau mà giải, không tu tự phá, chỉ là mình có thể vào sao? Vô thượng phòng đấu giá. Khí thế to lớn, tiên vận cổ phát. Bên trong xuất phẩm cũng tất nhiên vật phi phàm. Lấy mình cái này nhỏ yếu tu vi, có tư cách đi vào sao? Bọn hắn lần đầu lộ ra thấp thỏm, cho dù là hắc ám phường thì bên trong các loại hung ác nhân vật cũng dưới đáy lòng bồn chồn, lần đầu cảm thấy mình mà ngay cả cổ động đều không có dũng khí đó. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 04 Bắt đầu đấu giá. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thành chủ Rất nhiều đạo ánh mắt vào lúc này nhìn phía hắc ám phường thị thành chủ. Bên ngoài hắc ám phường thị thành chủ chính là nơi đây người mạnh nhất cũng lẽ ra phải do hắn đệ nhất nhân đi vào, những người khác chỉ có thể bồi từ. Nhưng mà... Hắc ám phường thị thành chủ lại nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm nói. Ta không có thư mời. T. Đám người hít vào khí lạnh. Không khỏi là tê cả da đầu. Hắc ám phường thị thành chủ là đại nhân vật gì, đơn giản chính là thái cổ vực đứng đầu nhất một nhóm người, vô luận phòng đấu giá này lai lịch cỡ nào bất phạm lấy thân phận của hắn như muốn đi vào còn không phải tất nhiên. Nhưng bây giờ như thế chối từ, là vì sao? Kiên kỵ. Kính sợ. Có lẽ cả hai đều có. Vương gia kỳ lân tử vốn định thản nhiên đặt chân đi vào, nghe vậy cũng tâm thần nghiêm nghị, ngay cả hắc ám phường thị thành chủ đều muốn tôn kính mấy phần, mình đường hoàng đi vào có phải hay không quá phách lối rồi. Trong lúc nhất thời, phòng đấu giá mặc dù mở, lại không người dám nhập. Bên trong phòng đấu giá, sở tuân cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai, không ngờ tới đám người này như thế sợ, phòng đấu giá đại môn thoải mái lại không có một ai dám vào, cũng thần sắc cổ quái nói thầm. Hẳn là đi tới một cái giả hắc ám phương thị, bên trong đều là hèn nhát. Còn tốt ngoại nhân không biết hắn là như thế nào suy nghĩ. Bất quá sở tuân chậm rãi mở miệng. Lần đầu đấu giá, không cần thư mời, tới trước được trước, ngồi vào ngàn vị. Hắc ám phường thị thành chủ. Vương gia Kỳ Lân tử, Sở gia Sở Dung Ngư, còn có rất nhiều đạo thân ảnh đều tại thở phào một hơi, ánh mắt lộ ra chờ mong. Cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền. Hắc Ám Phường thị thành chủ chấp tay nói, nhẹ nhàng bước ra một bước, tiến vào bên trong phòng đấu giá, ngàn vạn hà thủy có một chút tràn ngập mà đến không có vào trong thân thể của hắn. Chỉ là sát na. Hát Ám Phường thị thành chủ liền thần sắc khẽ biến, đôi mắt càng là có chút co vào đẩy lòng toát ra một vòng vẽ kinh ngạc cái này đại đạo quy tắc lại xâm nhập thân thể của mình đền bù thương tích phải biết chỉ cần là tu sĩ cái nào không phải kinh lịch núi thay biển máu nhất là có thế đi đến bây giờ tình trạng ai trên thân không có vết thương cùng ám tật hắn mặt ngoài mặc dù phong quan hiển hách là cao quý hắc ám phường thị thành chủ nhưng sớm mấy năm chém dết kia là từng tràng liều mạng chi chiến trên người ám tật sớm đã nhiều vô số kể bây giờ chỉ là sơ bộ đặt chân liền cảm thụ ngày xưa ám tật tại ngon ngoe muốn động. Cái này khiến hắn sao mà rung động. Hắc ám phường thì thành chủ. Đại năng đỉnh phong cảnh cường giả. Muốn đồ vật tại thái cổ vực cái gì không thể thu được đến, nếu là có thể trị liệu trên thân ám tật đã sớm chữa khỏi, dưới mắt chậm chạp chưa từng chữa trị rõ ràng là thái cổ vực bên trong khó giải, không ngờ tại hôm nay có thu hoạch. Màu đen thâm thúy đôi mắt hiện lên tham lam cùng khát vọng, nếu là đem tòa này phòng đấu giá cướp sạch xuống tới, xem như đạo trường của mình, không chỉ có mình vết thương cũ sẽ khép lại, thậm chí là tiến thêm một bước, đi vào trong truyền thuyết, thánh cảnh đều không phải là vấn đề. Dục vọng sinh sôi, tham lam cùng âm u một mặt triển lộ, cũng rất nhanh liền bị lý trí áp chế xuống, vội vàng rùng mình một cái, ý thức được mình đang suy nghĩ gì điên cuồng sự tình, cướp sạch phòng đấu giá tràn chủ, chán sống rồi hắn thấy. Có thế kiến tạo như vậy phòng đấu giá người sẽ là phàm tục. Chí ít tại không có dò xét mời nội tình thời điểm, không dám có chút vọng động, hữu hảo hướng phía sở tuân gật gật đầu, bất động thanh sắc hướng phía một cái khách quý bước đi, đường tiến vào bên trong hảo cảm thụ bên trong càng dày đặc đạo vận, tràn đầy rung động cùng khát vọng. Tu hành Lập tức tu hành Tự hồ quên đi chuyến này tới mục đích. Hắn thấy, dù là tại cái này nhiều tu hành một dây phần lớn là cơ duyên to lớn về phần những người khác trung động về phần cũng nhau nhau tìm tới một cái ngồi vào ngàn chỗ vị trí nhìn như rất nhiều nhưng ở hắc ám phường thì ở trong vẫn còn có chút không đáng chú ý chỉ dùng ngắn ngủi một lát cũng đã ngồi đây đồng thời từng tia ánh mắt cũng rơi vào giữa sân nhìn về phía bàn đấu giá vị kia tuấn mỹ người trẻ tuổi hắn lúc này hất lên một bộ hoa lệ trường bào màu trắng, cao lạnh lại quý khí, con người rơi vào những cái kia đấu giá người trên thân, vì bọn họ trung thực mà tiếc hận. Một màn này cho người ta cực lớn kinh ngạc. Một vị bị áo bào đen bao phủ thân ảnh thì thào một tiếng. Đây là vì tiếc hận, chúng ta chưa từng động mạnh sao. Đáng tiếc. Sở tuân dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, ngay tại vừa mới hắn còn muốn nhìn một chút cấm khu chi chủ thực lực, không nghĩ tới những người này trung thực như vậy, thu liễm một chút tâm tình, lạnh nhạt nói. Vô thượng phòng đấu giá, lần đầu đấu giá, xin chỉ giáo nhiều hơn. Phất tay áo vung lên. Hư vô phòng đấu giá nổi lên hiện ba đám oánh quang, bị mông lung thần bí màu sắc bao vây, tản mát ra lòng lẫy đẹp để chi sắc, thần thức nhìn lại, nhưng lại không cách nào xem thấu bên trong tích chứa là vật gì. Khó lường. Vẹn vẹn quan đoàn liền phá lệ bất phàm khó trách dám tự xưng vô thường phòng đấu giá. Chỉ sợ thật có khả năng kinh hiện thần vật. Rất nhiều đạo thân ảnh nhìn ra xa cái này ba đám oánh quan đều lộ ra vẻ tham lam, hết lần này tới lần khác không một người dám cướp đoạt, bởi vì bọn hắn quá kiên kỵ, quá kiên kỵ trên đại vị kiên người tuổi trẻ. Một tịch hoa lệ áo bào màu trắng, anh Tuấn khuôn mặt. Thần thức tìm kiếm như bùn trâu vào biển. Căn bản không phát hiện được một điểm tu vi tại loại này động thiên phúc địa ngay cả heo ăn no thì ngủ đều sẽ có vô thường thần lực một vị phòng đấu giá chủ lại thế nào có thể là một chút cũng không huống hồ trong phòng đấu giá tổng cộng liền hai người người trẻ tuổi mặc áo trắng không tu vi phía sau hắn vị kia còng xuống lão bộc nhìn qua càng là một chút cũng không nếu không phải liền rõ ràng đứng tại một cái góc bọn hắn thậm chí sẽ lãng quên cùng xem nhẹ cái này làm sao không để bọn hắn kiên kỵ Trang chủ. Liền ba loại sao? Có người mở miệng hỏi thăm. Sở Tuân khóe môi nhếch lên tiếu dung, nói: "Không ít, vẻn vẹn cái này ba loại liền đủ các ngươi tranh đoạt." Út. Có khách quý trong phòng cao thủ hơi có khịt mũi thanh âm. Càng nhiều người cũng lộ ra mấy phần lơ đỉnh. Mặc dù phòng đấu giá tới quá cấp tốc, nhưng đã hấp dẫn không ít người, bọn hắn không cho rằng ba món đồ đã đủ rồi đồng thời cũng nghĩ nhìn một chút phòng đấu giá này chủ khẩu khí thật điên, cụ thể thật có bản lãnh này sao? Ông. Sở tuân chỉ là nhẹ nhàng phất tay áo. Thứ nhất dạng vật phẩm. Mở ra khăn che mặt thần bí. Sinh mệnh nguyên tuyền một dọc, đây là sở tuân suy tư về sau lựa chọn thứ nhất dạng vật phẩm. Vô luận là sợ thần tượng trấn mục kinh vẫn là vạn vật đỉnh đều không thích hợp phòng tại thứ nhất dạng đấu giá, dùng sinh mệnh nguyên tuyền xem như mở màn nên đầy đủ huống hồ ở đây nhiều như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng người ai trên thân không có một chút ám tật hắn không tin cái này mở màn nóng nảy không nổi ts cầu hoa tươi cầu hoa tươi cầu hoa tươi ts cầu đánh giá cầu đánh giá cầu đánh giá ts cầu nguyệt phiếu cầu nguyệt phiếu cầu nguyệt phiếu động đất à không đây là địa chấn của tháng này đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 05 Cạnh tranh bắt đầu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Tại sinh mệnh nguyên tuyền thần Hà Sương Mù bị rút đi thời điểm, hệ thống thanh âm cũng vang lên. Đinh Hệ thống yêu cầu Ba loại vật phẩm bán đấu giá Không thua kém một tỷ cực phẩm linh thạch Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Nhân vật thất bại. Không trừng phạt. Sở tuân dưới đáy lòng nhẹ nhàng gật đầu, cho dù là hệ thống không trừng phạt hắn cũng hy vọng đấu giá một tỷ cực phẩm linh thạch, chỉ là dưới đáy lòng cũng có chút suy tư cực phẩm linh thạch giá trị. Hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch. Mà cực phẩm linh thạch trưởng khống giả bình thường đều là thần cảnh, nói nhỏ cái này cấp bậc chính là khó mà đụng vào, cho dù là hắc ám phường thì toàn bộ vơ vét có hay không một tỷ cực phẩm linh thạch còn khó nói bởi vì quá hiếm thấy cũng không có khả năng một chút xuất hiện nhiều như vậy cực phẩm linh thạch nhưng hệ thống đã đưa ra tự nhiên muốn hoàn thành ánh mắt quét tới rơi vào người phía dưới trong đám nói khẽ vô thượng phòng đấu giá lần đầu đấu giá thứ nhất dạng vật phẩm sinh mệnh nguyên tuyền một giọt tác dụng vạn giọt sinh mệnh chi thủy hóa thành một giọt sinh mệnh nguyên tuyền chính là chữa thương vô thượng thần vật chỉ cần còn có một hơi liền có thể cứu trở về đồng thời cũng là kéo dài tuổi thọ không hai thần vật theo giới thiệu người phía dưới cũng tại châu đầu ghé tai khoa trương đi sinh mệnh chi thủy vốn là vật hi hãn từ trước đến nay đều là lấy nhỏ để tính đồng thời có tiền mà không mua được mà cái này đi lên liền toát ra một giọt sinh mệnh nguyên tuyền vẫn là vạn giọt sinh mệnh chi thủy dung hợp, ta là không tin. Nên là khoa trương, đoán chừng cũng chính là một giọt sinh mệnh chi thủy. Bất quá dù vậy cũng đủ để dẫn phát oanh động, nhớ kỹ lần trước xuất hiện một giọt sinh mệnh chi thủy đã dẫn phát rất nhiều đại năng giả chém giết, cuối cùng đã rơi vào sở gia trong tay. Xì si xào bàn tán không ngừng. Sở tuân cầm lấy một chù y gõ một cái mặt bàn. Đông. Thanh âm thanh thúy vang vọng ra, Trực tiếp quyển tịch phòng đấu giá, làm cho người yên tĩnh. Cất bước giá. Một trăm vạn cực phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn mười vạn. Xoa. Lập tức. Giữa sân lâm vào ngắn mũi ngạc thở. Vô số người ngạc nhiên nhìn lại. Còn tưởng rằng mình nghe lầm. Một trăm vạn cực phẩm linh thạch. Điên rồi đi. Thật coi cực phẩm linh thạch là rau cải trắng khách quý trong phòng, một vị lão ẩu nhếch miệng cười một tiếng lộ ra vỗ răng vàng, mang trên mặt nếp uống cùng ý cười, nói. Nếu thật là một giọt sinh mệnh chi thủy giá tiền này cũng coi như hợp lý, liền sợ ngay cả nhỏ sinh mệnh chi thủy cũng không tính là. Hắc ám phường thị thành chủ cũng có chút nhíu mày, cảm thấy giá tiền này hơi cao. Ông Sở tuân để lộ bình ngọc, vô hình sinh mệnh chi nguyên lan tràn ra, vô sắc vô vị, trôi nổi mà tới, giữa sân chờ mong chờ đợi đám người chỉ cảm thấy có một cổ nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh tinh hoa vọt tới không có vào trong thân thể ba sát na lại có người trong nháy mắt phá cảnh đồng thời không chỉ một người như thế đáng kinh ngạc ở không ít người càng có trên thân người ám tật vào lúc này trực tiếp khép lại một màn này rung động tất cả phía dưới cũng tốt khách quý phòng cũng tốt đều ngốc trệ. Vô số đạo ánh mắt cùng nhau rơi vào kia đóng mở một cái chớp mắt liền khép kín bình ngọc, từng tôn cường giả bỗng nhiên mở mắt ra, bộc phát ra sáng chói đến cực điểm thần sắc, kia là tham lam cùng khát vọng. Hắc ám phường thì thành chủ nội tâm bỗng nhiên rung động một chút, không thể tưởng tượng nổi nhìn lại, lẩm bẩm nói. Điên rồi, đúng là điên, loại này vô thượng thần vật lại có người chịu lấy ra đấu giá. Cầm xuống. Nhất định phải cầm xuống cái này không chỉ là hát ám phường thì thành chủ tưởng niệm tất cả cường giả dưới đáy lòng đều là như thế hải nhiên nghĩ đến giọt này sinh mệnh nguyên tuyền đã không cần chất vấn tất nhiên là hàng thật giá thật thần vật cho dù là mình không dùng được cũng tuyệt đối có thể coi như bảo vật gia truyền hô hấp dồn dập rung động ánh mắt không ngừng mà phía dưới kia ngồi tại bình thường trên ghế người tu hành đột ngột cảm giác bầu không khí có chút không đúng lẩm bẩm nói làm sao vậy, hẳn là giọt này không phải sinh mệnh chi thủy. Không. Hẳn là. Thậm chí càng kinh khủng. Có người nhẹ dòng thì thào, đẩy lòng say mê tại vô tận trong rung động. Bên trên một giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện lúc ta cũng ở tại chỗ, may mắn cảm thụ một chút, cùng giọt này so ra, đơn giản kém cách xa vạn dặm, cho nên, hắn thật là một giọt sinh mệnh chi nguyên. T. Giữa sân xuất hiện ngắn mũi ngạc thở không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Điên cuồng hơn một màn tới. 200 vạn cực phẩm linh thạch. Hắc ám phường thị thành chủ thốt ra, ngay cả suy tư cũng không từng, hắn khắc sâu biết, nếu là gỡ xuống giọt này sinh mệnh chiên nguyên, trên thân ám tật tất nhiên sẽ khỏi hẳn, thậm chí là thêm gần một tầng lầu, cái này làm sao không để hắn cùng nhiệt. Điên rồi. Đại sảnh phổ thông chỗ ngồi người tu hành cùng nhau đờ đẫn nhìn về phía số 6 mướn phòng rõ ràng nói một lần tăng giá 10 vạn cực phẩm linh thạch. Cái này đi lên chính là 100 vạn. Cực phẩm linh thạch không cần tiền. Còn không chờ bọn hắn suy nghĩ quay lại lúc càng dọa người sự tình phát sinh. 300 vạn. 500 vạn. Ta ra 800 vạn, cho lão phu một bộ mặt. Số 7 trong rạp truyền đến một đạo tan thương thanh âm, không ít người nghe nói không khỏi là hơi biến sắc, giật mình nói. Tâm hồ lão nhân, hắn vậy mà tại cái này. Mặt mũi, lúc này ai mặt mũi đều không tốt thực, một ngàn vạn. Cơ hồ là thoáng qua. Lại tự hồ là hai cái chớp mắt. Ở phía dưới trên ghế ngồi đám người còn không có kịp phản ứng, liền nghe được giá cả đã tiêu thăng đến một ngàn vạn, vô số người dưới đáy lòng lạnh mình, lạnh rung nói. Lúc nào cực phẩm linh thạch không đáng giá như vậy? Đặt ở ngày xưa, chớ nói một ngàn vạn cực phẩm linh thạch, cho dù là một ngàn vạn thượng phẩm linh thạch đều không được. Nhưng hôm nay, một ngàn vạn cực phẩm linh thạch cơ hồ là chớp mắt liền đạt tới, nhìn xem bộ dáng, xa xa không có tới đến cực hạn. Cái này khiến bọn hắn rung động cùng choáng váng. Đồng thời cũng dưới đáy lòng triệt để từ bỏ. Loại này cấp bậc đỏ sức, mình không có tư cách tham dự. Xa xa đứng ngoài quan sát. Quan sát cái này rung động một màn đi. 13 triệu. 1.500 vạn, 18 triệu, 2.000 vạn, 3.000 vạn, 4.000 vạn. Sau đó giống như lâm vào điên cuồng mà đánh mất lý trí cạnh tranh, giá cả đang không ngừng tiêu thăng, điên cuồng dâng lên, mà phòng đấu giá ngồi ở đại sảnh người thì chết lặng nhìn lại. Nếu là 1.000 vạn còn có thể rung động, rung động. Hiện tại, ngay cả rung động đều đã quên lãng, chỉ còn lại chết lặng. Về phần sở tuân thì bình tĩnh nhìn lại. Nghe từng tiếng tăng giá, nội tâm không có thay đổi gì. Hệ thống yêu cầu là một tỷ. Dưới mắt chỉ là ngắn ngủi mấy ngàn vạn, ngay cả số lẻ cũng không tính, không đáng lạnh nhạt cùng hưng phấn. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 06 Kinh khủng mức Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio 7.000 vạn 71 triệu 72 triệu 73 triệu 74 triệu Cạnh tranh còn tải tiếp tục. Khi đi tới 79 triệu lúc, số 6 bao sương hát ám phường thị thành chủ chầm chậm đem đôi mắt mở ra, trong miệng thốt ra một cái để hát ám phường thị lâm vào yên tĩnh thanh âm. 100 triệu thanh âm to lớn mà vang vọng. Giáng lâm thời điểm Phá vỡ tất cả ồn ào. Cho dù là chết lặng đám người cũng lại một lần nữa đầu nhập vào ánh mắt. Một trăm triệu cực phẩm linh thạch. Điên cuồng số lượng. Đặt ở ngày xưa. Cơ hồ không người dám muốn. Mà bây giờ. Tự hồ chỉ là một con số. Vạn chúng chú mục, hắc ám phường thì thành chủ đôi mắt cũng rất thâm thúy cùng bình tĩnh, Lúc trước đấu giá vừa lên hắn là cái thứ nhất la lên, thốt ra 200 vạn, bây giờ nghĩ lại, ít nhiều có chút hẹp hòi. Cho nên hắn tại một lần kia mở miệng về sau liền không tiếp tục đi cạnh tranh, mắt thấy giá cả đang không ngừng kéo lên, nếu là dựa theo quy cách này, sợ rằng sẽ vượt qua bản thân hơn khí, cho dù là 200 triệu cũng khó có thể cầm xuống. Bởi vậy hắn trực tiếp mở một cái làm cho người hoảng sợ số lượng. 100 triệu. Không thể không nói con số này bên trên sinh ra chất biến, đủ để cho người tỉnh táo. Lúc trước điên cuồng đấu giá đám người tại việc này cũng không hẹn mà cùng nhau nhau trầm mặt, đang suy tư mình có hay không năng lực xuất ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, nếu là có năng lực cũng đáng không đáng. Suy tư kết quả Giá trị 110 triệu Bởi vì giá trị, liền có người lập tức mở miệng, như số bảy bao xương hồ tâm lão nhân, năm đó cũng là thái cổ vực một tôn ngoan nhân, hung danh bên ngoài, một mình đồ mấy cái đỉnh tiêm thế lực, giá trị bản thân không ít. 120 triệu. Hắc ám phường thị thành chủ nói. 130 triệu. 150 triệu. Hắc ám phường thị thành chủ lại lần nữa tăng giá, đồng thời trực tiếp đề 2.000 vạn số lượng, đến mức để hồ tâm lão nhân cũng hơi trầm mặt, đang suy tư có đáng giá hay không. Giá trị. Vẫn như cũ rất đáng. Nhưng là, hồ tâm lão nhân không phải rất thiếu giọt này sinh mệnh nguyên tuyền. Mặc dù vô thượng trân quý, nhưng hắn lại là lẽ loi một mình, không môn không phái, cho dù thu hoạch được cũng chỉ có thể mình phục dụng, mà tình huống của mình tự mình biết, phục dụng giọt này sinh mệnh nguyên tuyền chỉ là lãng phí. Nếu chỉ là 150 triệu, thậm chí là 200 triệu hắn đều cảm thấy rất giá trị, sẽ thản nhiên vỗ xuống. Chỉ là hắc ám phường thì thành chủ sẽ liền buông tay, không tại tối cao sao trầm mặt một chút. Ánh mắt rơi vào còn có hai vị bị thần bí hào quang bao phủ vô thượng thần vật, cũng âm thầm thì thào. Có lẽ không đáng giá. Ánh mắt cũng nhàn nhạt hướng về số sáu bao sương, nói. Đã thành chủ như thế yêu thích, liền nhường nhịn. Đa tạ. Hắc ám phường thị thành chủ nói lời cảm tạ. Nhưng vừa dứt lời. 160 triệu. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe rơi xuống, hấp dẫn vô số ánh mắt. Là sở dung ngư. Rất nhiều người đều kinh ngạc một chút. Sở gia tuyệt sắc nữ tử, không chỉ có tướng mạo kinh người, tự thân thiên phú cũng phá lệ kinh người, nghe nói bị sở gia ẩn ẩn xem như đời sau người nối nghiệp bồi dưỡng, bây giờ mở miệng, cũng kinh đến không ít người. 170 triệu. Hắc ám phường thị thành chủ thản nhiên nói. 180 triệu. 190 triệu hai ức. Hắc ám phường thị thành chủ thanh âm tăng thêm ba phần, hai trăm triệu đã là hắn có khả năng xuất ra cực hạn, theo thanh âm này rơi xuống, rất nhiều người đều đang yên lặng chờ, sở gia, sẽ từ bỏ sao? Hai trăm triệu. Kinh khủng mức. Đã vượt ra khỏi mọi người mong muốn. Nhưng mà... Trầm mặt chỉ có ngắn mũi hai cái hô hấp, sở dung ngư liền tiếp tục nói. Hai trăm mười triệu. Giờ khắc này hắc ám phường thị thành chủ sắc mặt hơi hơi trắng bệt, lòng bàn tay càng là nắm chắc bên cạnh chỗ ngồi, đôi mắt phím hồng, 210 triệu đã vượt ra khỏi hắn mong muốn, không phải hắn có thể xuất ra. Hắn không cam tâm. Nhìn về phía sở dung ngư vị trí. Lại rơi vào một dọc sinh mệnh chiên nguyên bên trên. Cuối cùng nhục chí hư thoát tại kia. Đoạt. Như chăm chú là sở gia thì cũng thôi đi, đến lúc đó cầm dọc này sinh mệnh chiên nguyên trực tiếp chuồng mất thái cổ vực rộng lớn vô ngần, liên tiếp vô số hạ giới vị diện, tùy tiện tìm một chỗ giấu đi, sở gia cũng không tốt tìm. Nhưng, đây là vô thượng phòng đấu giá. Một vị thâm bất khả trắc phòng đấu giá chủ. Một vị không đáng chú ý màu xám lão bộc. Hai người tại. Làm hắn sinh không đổi một phân một hào cướp đoạt suy nghĩ. Hư thoát về sau. Liền thở dài trong lòng. Thôi được, cho dù bỏ lỡ giọt này sinh mệnh chi nguyên cũng không sao, chỉ cần ở chỗ này nhiều tu hành một đoạn thời gian, chưa hẳn không thể trị càng trên người ám tật. Ha ha! Sở dung ngư triển khai nụ cười sáng lạng. Xong rồi. Hắc ám phường thị thành chủ đều đã từ bỏ. Cái này tất nhiên là vật trong bàn tay. Chỉ tiếc. Một cái cực kỳ thanh âm đạm mạc vang dội đến. Hai ức năm ngàn vạn. T. Giữa sân một cái chớp mắt yên tĩnh. Rất nhiều ánh mắt. Nhào nhào rơi vào số bốn xương phòng. Ở nơi nào truyền ra một đạo thanh âm bình tĩnh, nhưng rơi vào đám người trong tai, lại không bình tĩnh. Sở Dung Ngư cũng đem ánh mắt soát một chút nhìn lại, rơi vào số bốn bao xương, nàng tự nhiên nghe được đó là ai, vương gia kỳ lân tử, cùng là thái cổ vực mười gia tộc lớn nhất vương gia, nội tình cũng không yếu hơn tiêu gia. Vương Quỳnh Thanh âm bình tĩnh hạ lại lộ ra cực hạn điên cuồng, nếu có người nhìn thấy hắn lúc này khuôn mặt, thậm chí sẽ sinh ra sợ hãi, bởi vì hắn đáng sợ, ánh mắt lộ ra cuồng loạn điên cuồng. Không có người sau Vương Quỳnh càng run sợ, càng khát vọng giọt này sinh mệnh chi nguyên. Người bên ngoài chỉ có thấy được vương gia cao cao tại thượng, Chỉ có thấy được thập đại gia tộc cổ xưa một trong vương thị kinh khủng, thống ngự hạ giới, trưởng khống một tinh vực, thần thú tọa kỵ vô số, lại chưa từng nhìn thấy vương gia gặp phải nguy cơ cùng trách nát vương gia thịnh vượng quá lâu thịnh cực mà suy đây là từ xưa không đổi định luật cho tới bây giờ vương gia những cái kia kinh khủng lão tổ liên tiếp tọa hóa tướng hứa chết đi người bên ngoài chỉ cảm thấy vương gia cao cao tại thượng ít ngày nữa chính là vương gia lão tổ ngàn năm thọ yến lại không biết vương gia lão tổ đã ngày giờ không nhiều như vương gia lão tổ một khi ngã xuống tổ bên trong cũng không cường giả. Lấy thái cổ vực mạnh được yếu thua, không có người sẽ bỏ qua vương gia, ngày xưa cựu địch cũng tốt, tường đổ mọi người đẩy cũng được, đều sẽ như là ngửi được mùi máu tươi cá mập, nhào tới cắn một cái. Đây là tai họa ngập đầu. Ít ngày nữa thì đến. Lúc đầu, hắn đã dưới đáy lòng tuyệt vọng, chuyến này chỉ là ông vô ý thức tới dạo chơi, không ngờ tới vậy mà đụng phải như thế một cọc tiên duyên, sinh mệnh chi nguyên, cái này trong mắt hắn tuyệt đối là tiên duyên. Cũng bởi vậy đương sinh mệnh chi nguyên nở rộ một khắc này, hắn nhất định. Giọt này là hắn. Không ai cướp đi được. Cũng bởi vậy, thanh âm của hắn mới có thể tại cực hạn bình tĩnh lại lộ ra tuyệt đối điên cuồng. Sở dung ngư có chút ngơ ngác một chút, bất quá vẫn như cũ nói. 260 triệu. 300 triệu. Vương Quỳnh cơ hồ chưa từng do dự, thốt ra nhưng phía dưới. Người bình thường cũng được. Người tu hành cũng tốt. Thậm chí là hồ tâm lão nhân, hắc ám phường thị thành chủ nhóm đều rung động nhìn lại, cái này vương quỳnh điên rồi đi, há miệng tăng giá trực tiếp là 5.000 vạn, 5.000 vạn tăng lên, có như thế bị điên người sao? Vương gia lúc nào như thế giàu có rồi? 300 triệu. 4 ức. Vương Quỳnh trực tiếp đánh gãy. Giờ khắc này, cho dù là sở dung ngư đều cắn cắn răng ngà, hung hăng trận mắt nhìn một chút số bốn bao xương, cuối cùng vẫn từ bỏ, vương quỳnh chấp niệm quá sâu, huống hồ, bốn ức đã vượt ra khỏi cực hạn. Hiện tại sở gia có một giọt sinh mệnh chi thủy, mặc dù cùng giọt này kém cách xa vạn dặm, nhưng đối loại vật này chí ít không phải khan hiếm. Bốn ức Đã không chịu đựng nổi, cũng bởi vậy. Nàng lựa chọn từ bỏ. Về phần số bốn bao xương Vương Quỳnh ánh mắt vẫn như cũ nhìn chồng chọc vào giọt kia sinh mệnh nguyên tuyền, hắn thấy, Vương gia cũng bị mất còn muốn cái rắm tài phú, hôm nay đừng nói là bốn ức, cho dù là một tỷ cũng sẽ không do dự. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 7 Thứ hai dạng vạch trần Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio đông, đông, đông. Theo ba chù y nhỏ rơi xuống. Triệt để tuyên bố. Thứ nhất dạng vật phẩm. Sinh mệnh nguyên tuyền thành giao. Phòng đấu giá trên đài. Sở tuân có chút nhíu mày, giọt này sinh mệnh nguyên tuyền giá trị hắn thấy bốn ức vẫn như cũ thiếu một dưới, tối thiểu nhất cũng muốn bảy ức thậm chí là một tỷ cũng tại thanh lý ở trong. Chỉ bất quá nghĩ đến đây là lần thứ nhất đấu giá. Quá nhanh chóng người tới cũng quá ít. Cái này bốn ức. Cũng liền cố mà làm đi. thản nhiên nói. Thành giao. Phía dưới. Vô số đạo ánh mắt đều tự ngốc trệ ở trong dần dần chậm tới, cả đám đều bộc lộ vẻ khó tin, lẩm bẩm nói. Quả nhiên là điên rồi, ta lại chứng kiến một trận kỳ tích. Một lần đấu giá. 400 triệu cực phẩm linh thạch. Nói ra ai dám tin nhưng hết lần này tới lần khác ngay tại dưới mí mắt phát sinh. Thậm chí mọi người cảm giác sở tuân thần sắc tự hồ còn có nhàn nhạt không vui, phản phất là ghét bỏ quá ít, cái này khiến bọn hắn một trận căm bỏ, không khỏi là lẩm bẩm nói. Trời ạ, à, là ta nhìn làm sao, bốn ức còn không vừa lòng. Cái này bốn ức đầy đủ cuộn xuống nửa cái hắc ám phường thị. Lời này vừa ra, đám người cũng đều ngẩn người. Dưới mắt mới bừng tỉnh, bốn ức cực phẩm linh thạch giá trị nửa tòa hắc ám phương thị cứ như vậy đấu giá ngoại giới phòng đấu giá bên ngoài lần lượt từng thân ảnh đều đang nhanh chóng giáng lâm lúc trước phòng đấu giá cho dù là hùng vĩ đến đâu khí thế lại lớn cũng chưa từng kinh động tất cả mọi người dưới mắt đều là nghe nói động tĩnh tướng hứa chạy tới những người này đem ánh mắt rơi vào phòng đấu giá bên trên không khỏi là bộc lộ kiên kỵ ngàn tịch đã đủ xin dừng bước người xông vào chém mấy chữ theo lý thuyết là không thể nào hù dọa ở người nhưng tới chịu không được có cao thủ a à, bọn hắn đem ánh mắt rơi đi cảm thụ kia từng mai từng mai chữ lớn thượng lưu động đạo vận không khỏi là kiên kỵ nói không thể trêu vào không thể trêu vào nhưng cũng có người không cam lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem không đi vào chờ một chút đi Lập tức liền có tin tức muốn truyền tới. Cho dù muốn xong cũng phải nhìn nhìn có đáng giá hay không. Nói chuyện công phu, liền gặp một vị thanh y nam tử đi tới, trong nháy mắt vô số người quay chung quanh đi lên, có người a à tiếng nói. Dừng lại, bên trong là tình huống như thế nào? Thanh y nam tử ngây ngốc một chút không nghĩ tới nhiều người như vậy trông lại. Cũng may có người giải vây nói, "Đừng dọa đến hắn." Ngữ khí nhu hòa một điểm, tiểu gia hỏa ta hỏi ngươi bên trong đấu giá thứ gì có đấu giá danh sách sao không liền ba loại ba loại mọi người ngơ ngẩn một chút cảm giác đầu tiên chính là ảo giác cùng lời lẽ sai trái điên rồi tình cảnh lớn như vậy liền đấu giá ba món đồ cái này theo bọn hắn nghĩ không đấu giá mấy ngày mấy đêm không bình thường à thứ nhất dạng sinh mệnh nguyên tuyền giá sau cùng. 400 triệu cực phẩm linh thạch. Một giây sau. Một chút thất vọng nghĩ rời đi chân người bước đều ngơ ngẩn, như bị mặt đất sinh ra dây leo bắt lấy, rốt cuộc xê dịch không được một tấc, đôi mắt trận gắt gao. Ngươi lặp lại lần nữa. Sinh mệnh nguyên tuyền. 400 triệu. Thứ hai dạng chưa từng vạch trần. Điên rồi. Bọn hắn đang chuẩn bị xong liền nhìn thấy có đại năng giả từ Thanh Y Nam tử trong thức hại lấy ra một chút ký ức, ném mạnh ở trên không làm cho người có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong phòng đấu giá động tĩnh, làm cho người không khỏi là ngạc thở. Bạch. Cùng một thời gian. Bên trong phòng đấu giá liên tiếp hiển hiện thân ảnh, đều là tôi tớ. Đồng thời tại làm cùng một sự kiện. Điều viện binh tài chính chỉ là không phải người ngu liền biết phòng đấu giá này thuộc về vô thượng thần tích, trời mới biết có thể xuất hiện mấy lần, thứ nhất dạng vật phẩm đã công bố, phía dưới hai kiện cũng tất nhiên bất phàm, tự nhiên muốn điều động hết thảy có thế điều động tài chính. Bên trong phòng đấu giá, cơ hồ cùng bên ngoài không khác biệt, đều từng ngắn mũi trong rung động tỉnh lại. Người người còn nghi ngờ vị người vừa mới kia kinh khủng 400 triệu thành giao ngạch, nhưng tiếp xuống người người ánh mắt cũng đều lộ ra nóng bỏng, bức thiết muốn nhìn đến thứ hai dạng vật phẩm bán đấu giá, thứ nhất dạng đều khủng bố như thế, thứ hai dạng sẽ kém sao. Vạn chúng chú mục. Từng đạo mong đợi ánh mắt trông lại. Sở tuân khóe miệng mang theo cười nhạt ý, nhẹ nhàng phất tay áo, thứ hai đoàn bị bao phủ thần bí hào quang tại lui tán, lộ ra bản thể, sở tuân nói khẽ. Thứ hai dạng, công pháp. Công pháp. Đám người đều sửng sốt một chút, chợt đều có một cổ vẻ thất vọng. Kiện thứ nhất là như thế thần vật. Thứ hai dạng. Nói thế nào cũng không đồ ăn. Nhưng mà để cho người ta không tưởng tượng được là lại là công pháp. Cái này khiến bọn hắn thất vọng. Hắc ám phường thì thành chủ. Hồ tâm lão nhân. Lão ẩu. Còn có một số cường giả đều lộ ra vẻ thất vọng. Đối với công pháp bọn hắn đã không thiếu, nhất là bây giờ tình trạng cho dù cho bọn hắn một bản công pháp cũng khó có thể chuyển pháp trùng tu cho nên công pháp đối bọn hắn tới nói không tác dụng nhưng đối hậu bối coi như có chút dùng cũng dưới đáy lòng thì thao cũng tốt chỉ là công pháp cũng được cũng không biết là cái gì cấp độ chắc hẳn cái này vô thượng phòng đấu giá công pháp cũng sẽ không kém đến quá xa theo lý thuyết cho dù thứ hai dạng là công pháp bọn hắn cũng sẽ không có quá lớn thất vọng chỉ là tại nội tâm của bọn hắn có lẽ cảm thấy thứ hai dạng quý giá như vậy danh ngạch để một cái công pháp chiếm dụng thật sự là có chút lãng phí nhưng mà sở tuân lại không nhận tình này tự ảnh hưởng liếc nhìn một vòng thản nhiên nói cứu cực công pháp thần tượng trấn ngục kình hiện tại khai mạc hả cứu cực công pháp khẩu khí có chút cuồng a à. thế gian công pháp đâu chỉ ngàn vạn lại có quyển kia dám tự xưng cứu cực. Nhưng mà... Sau một khắc, thần bí công pháp sốc lên một trang sách sừng, tâm thần của mọi người đều đi theo người đi vào một chỗ mênh mông không ngân hoang vu đại địa, mắt thường nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, vô tận mênh mông cho người ta mờ mịt ngây ngô. Cũng theo đó lúc, thiên khung phía trên bỗng nhiên vang vọng một tiếng kinh khủng sấm rền. Đông. Giống như là đem thiên khung đều cho chém đứt, thanh âm chấn nhi. Theo sát đông 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 một tiếng liên tiếp một tiếng một tiếng hạo đẳng một tiếng như thế phía dưới đám người không khỏi là lạnh mình nhìn lại ngẩng đầu chỗ nào gặp cái gì sắm rền chỉ thấy một tôn sừng sững trên bầu trời nguyên nga thần tượng chân đạp thiên địa thân đỉnh mênh mông như là giữa thiên địa chư thần chi tượng mỗi một bước chà đạp hư không đều tại vỡ ra tiếng sắm rền cũng từ này truyền ra con ngươi có co vào. Đám người hải nhiên nhìn lại. Chỉ nghe được chung quanh có sở tuân giải thích. Thần tượng trấn ngục kình, thánh giả lấy sóng lưng chống lên trong thiên đường chư thần, vương giả lấy lực trấn áp trong địa ngục ma quỷ. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhất chân, cự tượng chi lực, một thân một người. Tám ức bốn ngàn vạn tế bào hạt, một hạt ngưng nhất tượng. Cự tượng, long tượng, nguyên tượng, thần tượng. Theo trình bày, phối hợp kia sừng sững tại bầu trời tinh không phía trên nguy nga thần tượng, chỉ là chà đạp chư thiên đều phản phất muốn vỡ ra, quanh thân càng là vần quanh ngàn vàng sao trời, phản phất giống như một chỗ ngân hà lượng lờ bên cạnh, theo thần tượng tiến lên mà không ngừng băng diệt phá hư. Một màn này, dẫn vào mọi người tâm thần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hít thở không thông. Lúc có phản ứng thời điểm, thứ nhất tưởng niệm. Ngươi nói cho ta. Đây là công pháp. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 08 Cạnh tranh quyết tâm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trên đài đấu giá Sở tuân nhàn nhạt quét tới Đối đám người rung động tâm thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Dù sao, công pháp này hắn quen a à. ở kiếp trước nào đó cử lấy bên trong công pháp nghịch thiên đơn giản chính là bậc hắc người tu hành không cần đan điền không cần linh khí không cần thiên phú không cần ngộ tính chỉ cần khí huyết lấy khí làm dẫn thỏa thỏa cứu cực công pháp dẫn tới loại hiệu quả này cũng không ngoại lệ thản nhiên nói thần tượng trấn ngục kinh. cứu cực công pháp cực kỳ thích hợp tu hành đột nhiên tăng mạnh lại gặp phải tình địch cùng ngoài ý muốn một đêm sa đọa người sử dụng cụ thể công pháp đấu giá sau tự mình xem duyệt là đủ nhưng mà sở tuân lại tại lúc này cảm thụ trong sân ánh mắt có chút không đúng ánh mắt cũng có chút nổi lên phấn khởi dưới đáy lòng nghĩ đến chật chật làm sao rốt cục có người khai khiếu muốn chuẩn bị tranh đoạt sao hắn nhưng là chờ đợi thật lâu rồi cấm khu chi chủ đều lạnh kia đã nửa ngày hắn vẫn chờ kiến thức cấm khu chi chủ thực lực. Ánh mắt như nhìn chuột bạch đồng dạng. Chỉ là, bị quét đến người không khỏi là có chút lạnh run, ánh mắt cổ quái nói. Làm sao cảm giác, phòng đấu giá chủ ánh mắt có chút. Hung tàn. Khách quý phòng nhiều người ít hiểu rõ một điểm, cả đám đều có chút im lặng, ánh mắt của bọn hắn chỉ là cảm khái, ngươi mẹ nó nói cho ta đây là công pháp. Nhưng trước mắt này người tự hồ hiểu lầm một chút cái gì mắt thấy không người có chỗ cử động sở tuân phá có chút mất hết cả hứng nói bắt đầu đấu giá cất bước giá một ngàn vạn cực phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn mười vạn so với cái trước cất bước giá rõ ràng đắt không ít nhưng mà giữa sân có ai quan tâm công pháp này coi chừng thần đắm chìm trong bên trong thứ nhất trong nháy mắt bọn hắn liền cảm ứng được cái này tất nhiên là một môn thánh cấp công pháp, phải biết thái cổ vực ngay cả một vị thánh nhân cũng chưa từng, một môn thánh cấp công pháp đầy đủ dẫn phát quanh động. Nhưng theo tâm thần đắm chìm, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được. Thánh cấp, chỉ sợ không phải, thậm chí có thể là cấp chí tôn. Phải biết, thái cổ vực thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua một vị trí tôn cảnh cường giả, thậm chí toàn bộ chí tôn đạo trường cũng chỉ có một vị trí tôn, bởi vậy có thể thấy được cấp chí tôn công pháp kinh khủng, rơi vào thái cổ vực đủ để dẫn phát mãnh liệt chém giết, thậm chí đem chính xác thái cổ vực đánh không có đều không hiếm lạ. Cũng bởi vậy, đám người mới có thể như thế trầm mặt. Bọn hắn không biết nên mở cái gì giá cả. Thấp. Có lỗi với công pháp này. Cao. Ra không dậy nổi. Khách quý trong phòng từng đạo tham lam cùng khát vọng ánh mắt, sở dung ngư con mắt đều trợn tròn, tâm đều đang rung rẩy nếu là không có ngoài ý muốn hắc ám phường thị không chỉ có ra một giọt sinh mệnh nguyên tuyền thậm chí còn có một bản kinh khủng chí tôn công pháp điều này đại biểu lấy cái gì nàng rất rõ thái cổ vực thập đại gia tộc cổ xưa nếu là nhà mình lấy được một môn khủng bố như thế công pháp chắc hẳn không bao lâu liền sẽ siêu thoát mà ra trở thành thái cổ vực duy nhất chúa tể bá chủ ngày xưa mười gia tộc lớn nhất đều sắp thành thoảng qua như mây khói vương quỳnh cũng trừng lớn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này vốn cho rằng kiện thứ nhất sinh mệnh nguyên tuyền đã đủ kinh người không nghĩ tới còn có một bản càng bất khả tư nghị cứu cực công pháp đúng chính là cứu cực công pháp dưới đáy lòng hắn đã tán thành cái này cứu cực công pháp tên đồng thời dưới đáy lòng cũng rất may mắn may mắn vô thượng phòng đấu giá tới là đột nhiên như thế cũng may mắn vô thượng phòng đấu giá chưa từng trải qua tuyên truyền, không phải thái cổ vực thế lực khắp nơi tất nhiên cùng nhau đến, đến lúc đó mình còn thế nào tranh. Dưới mắt mặc dù bỏ ra bốn ức không giả, nhưng đối thủ cạnh tranh ít. Thái cổ vực thập đại gia tộc cổ xưa, chỉ có một cái sở gia tại, chỉ cần đem sở gia đánh bại, cái này kinh khủng chí tôn cảnh công pháp mình vẫn như cũ có thể thu được, thậm chí. Đây là siêu việt chí tôn kinh khủng công pháp đông dạng có cái này nhất niệm đầu không chỉ có hắn một người. Hát ám phường thì thành chủ, hồ tâm lão nhân, lão ẩu, những này vốn cho rằng không thèm để ý người, đều vào lúc này run sợ, một bản thấp nhất cũng là chí tôn cảnh công pháp, thậm chí càng kinh khủng công pháp ngụ ý cái gì, còn phải nói gì nữa sao? Cho nên, tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, cạnh tranh bắt đầu. Một trăm triệu cơ hồ là sát na số bảy bao xương hồ tâm lão nhân nói ra một con số kinh khủng ở giữa không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp đem mức đi vào một cái làm cho người theo không kịp con số khủng bố phía dưới vô số người bình thường người tu hành đều ngây người vừa mới phía dưới mọi người còn cao hứng bừng bừng cả đám đều nghĩ tham dự vào chia sẻ một phần cùng có vinh yên cảm giác cũng thể ngộ một lần đấu giá niềm vui thú dù sao bọn hắn biết công pháp này mình khẳng định là đấu giá không xuống, qua qua miệng này vẫn là hưng phấn. Nhưng mà... Ai ngờ? Mở miệng chính là 100 triệu. Trực tiếp tuyệt bọn hắn tâm tư. Ngay cả ném một cái tưởng niệm cũng mất. 200 triệu. Ba ức. Bốn ức. Cơ hồ là ngắn mũi một lát, liền trực tiếp tiêu thăng đến 400 triệu, đừng nói là phía dưới người, dù cho là khách quý trong phòng người đều có một loại kinh ngạc, cái này bốn ức cực phẩm linh thạch làm sao phản phất chết ức hạ phẩm linh thạch. Nói ra cũng quá tùy ý. Lúc nào? Bốn ức cực phẩm linh thạch cứ như vậy không đáng giá. Số bảy bao xương hồ tâm lão nhân mắt nghe giá cả cơ hồ là sát na liền đi tới 400 triệu, đã là lo lắng, lại là tức giận, nhìn thoáng qua báo giá số sáu bao xương, âm dương quái khí mà nói. U, lúc nào thành chủ đại nhân có tiền như vậy? Cũng đừng miệng này đến cuối cùng trả không nổi. Không tốn sức ngươi phí tâm. Hắc ám thành chủ thản nhiên nói. Sở tuân cũng đem ánh mắt rơi xuống, 400 triệu cực phẩm linh thạch không phải một con số nhỏ, như thật không bỏ ra nổi đến chỉ là miệng này, hắn sẽ làm cho đối phương biết hắc ám phường thì thành chủ lại tính là cái gì chứ? Ông! Giữa không trung! Bỗng nhiên lấp lóe mấy chui cực kỳ hoa mỹ thần binh, có kiếm kích lơ lửng, thần kiếm tràn ngập chướng mắt quang huy, dập dần ra từng lớp từng lớp kiếm ý, hư vô đều tại tùy tiện xé rách, khó mà khép lại. Thần kích càng là hiện ra cổ lão vết máu, giống như là thánh nhân chi huyết, nhiễm binh khí lâu dài không tiêu tan, ẩn chứa phía trên huyết sát, nếu không phải khắc chế, chỉ sợ một khi bộc phát liền có thể trấn sát tác động đến vô số kẻ yếu. Trừ cái đó ra còn có mấy quyển lai lịch không tầm thường cổ tịch, mỗi một bản cổ tịch đều mang cổ phát kinh lịch tuế nguyệt, chỗ ghi lại văn tự hoặc bí thuật đều chắc chắn bất phàm, rất là trân quý. Rất nhiều bảo vật vừa ra. Ban đầu, mọi người còn nhận rất nhỏ kinh hãi, coi là hắc ám phường thì thành chủ muốn giết người đoạt bảo, dưới mắt nhìn xem cổ tịch đều đi ra cũng đều bộc lộ yên tâm chi sắc. Hắc ám phường thì thành chủ thản nhiên nói. Những năm gần đây trưởng khống hắc ám phường thị, khác ngược lại là không có, đồ tốt cũng đãi mấy món, những vật phẩm này nhiều ít giá trị ít tiền, nếu là không đủ, ta dưới cờ cũng có một chút quán rượu, cửa hàng, thương hội. Các sản nghiệp, đủ để bán thành tiền một chút tiền tài, chỉ là mấy trăm triệu vẫn là lấy lên được. T. Không ít người đều mí mắt trực nhảy. Biết lần này hắc ám phường thì thành chủ là chăm chú. Ngay cả những này đều lấy ra tùy thời chuẩn bị bán thành tiền. Là quyết tâm muốn cạnh tranh. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 09 Một tỷ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Trong lúc nhất thời, những người khác ngược lại thật sự là có chút kiên kỵ. Hắc ám phường thị thành chủ bật hết hỏa lực. Khó ngăn cản A. Tối thiểu nhất. Bên trong phòng đấu giá, một cái chớp mắt ít đi rất nhiều ồn ào thanh âm. Hồ Tâm lão nhân cũng nhìn ngay người, còn có loại thủ đoạn này. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cạnh tranh bản này, cứu cực công pháp chỉ là quyển công pháp này cho dù cạnh tranh tới, còn có tu hành khả năng sao. Hắn mê mang nhìn lại, nhìn xem hắc ám phường thị thành chủ kiên quyết, tâm thần lại cảm ứng được công pháp này kinh khủng, nhẫn tâm cắn răng, nói. Người có thể bỏ qua, ta cũng có thể bỏ qua. 430 triệu. 440 triệu. 450 triệu. Bên trong phòng đấu giá, rất nhiều đạo ánh mắt nhìn xem không ngừng cạnh tranh hai người, không khỏi là tắt lưỡi, đồng thời cũng đem tâm thần xem giống kia kinh khủng lơ lửng công pháp, thỏa thỏa, cứu cực công pháp, nhất định siêu việt thánh nhân công pháp. Hai người các ngươi gia hỏa ác như vậy, cũng coi như ta một cái đi. Lão ẩu thanh âm lại lần nữa vang lên, cũng gia nhập trận chiến tranh đoạn này. 470 triệu. 480 triệu. 4 ức 9 ngàn vạn. 500 triệu. Ngắn ngủi một lát. Kinh khủng giá cả đang không ngừng tiêu thăng. Cho người ta cực độ ảo giác. Cực phẩm linh thạch không đáng tiền. Nhưng mà, phổ thông đại sảnh người đang ngồi nhóm cũng hoài nghi sờ lên hư không giới, nhìn xem bên trong trống rỗng vật phẩm, khóe miệng có giật một chút, thầm nói. Là ta quá nghèo khó sao? 550 triệu. 560 triệu. năm ức 7 ngàn vạn. 580 triệu. 590 triệu. 600 triệu. Đương đến cái này con số kinh khủng lúc, trong phòng đấu giá bầu không khí rõ ràng lâm vào ngắn ngủi ngưng kết, những người cạnh tranh cảm thụ lực bất tòng tâm, cho dù muốn tiếp tục cạnh tranh, trong túi không đủ tiền. Mà đám khán giả thì đờ đẫn nhìn xem một màn này. Quá điên cuồng sáu ức. Ngày xưa nghĩ cũng không dám nghĩ. Dưới mắt liền như là rau cải trắng. Nếu là chồng chất, chỉ sợ có thể đem phòng đấu giá bổ sung A. Nghị luận cùng tán thưởng bên tai không dứt. Sở dung ngư đôi mắt đẹp lại nhìn chồng chọc vào số bốn bao xương, nàng không quan tâm những người khác cạnh tranh. Ở trong mắt nàng, một người vô luận tích lũy nhiều ít tài phú, chung quy chỉ là người. Mà nàng phía sau có một cái gia tộc khổng lồ lại gia tộc cổ xưa thái cổ vực sở gia lịch đại góp nhặt là một người này cả một đời dốc sức làm có thể so sánh sao nàng cạnh tranh đối tượng từ đầu đến cuối chỉ có một cái đó chính là vương gia kỳ lân tử vương quỳnh nếu là vương quỳnh ra nàng còn có thể coi là đối thủ về phần người phía dưới đều không có tư cách trên đài đấu giá sở tuân khóe miệng cũng treo nho nhỏ tiếu dung đường 600 triệu thốt ra lúc, hắn đã hài lòng gật đầu, bên trên một giọt sinh mệnh nguyên tuyền cạnh tranh khoảng chừng 4 ức, tăng thêm lần này 6 ức dư xài. Một tỷ mục tiêu, đã hoàn thành. Sau đó cũng không cần mạo hiểm cùng lo lắng. Dù sao dạng thứ ba vật phẩm hắn thực sự nhìn không ra có cái gì hai mắt chỗ, thứ nhất dạng vật phẩm sinh mệnh nguyên tuyền hiệu quả không cần nhiều lời, chỉ sợ là thánh nhân tới cũng sẽ ra tay đánh nhau, điên cuồng cướp đoạt thứ hai dạng vật phẩm thần tượng trấn ngục kình cũng không cần nhiều lời, một bản cứu cực công pháp đủ để cải biến nhất tộc phương hướng, hoặc là hủy diệt, hoặc là đặt chân cực điểm đỉnh núi, càng là dẫn phát tranh đoạt. Về phần dạng thứ ba vật phẩm, một ngùng đỉnh, mặc dù gọi vạn vật đỉnh, nhưng sở tuân thực sự nhìn không ra có cái gì hai loại chỗ, nếu là dùng để ngăn địch, chiếc kia đỉnh chung quy không có kiếm cơ sắc bén. Nếu là luyện đan, có cái kia thiếu hàng sẽ tiêu phí mấy trăm triệu cực phẩm linh thạch mua một ngụm đỉnh, cho nên hắn thấy dạng thứ ba vật phẩm căn bản đấu giá không được mấy đồng tiền, cái này thứ hai dạng trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên tốt nhất. Ánh mắt nhìn lại. Hồ tâm lão nhân. Lão ẩu. Thậm chí số ba bao xương người thần bí cũng xuất thủ. Mở miệng chính là 500 triệu. Chỉ tiết. Tại đấu giá đến 600 triệu lúc, cũng lựa chọn trăm mặt mức này quá cao, về phần hát ám phường thì thành chủ càng là sớm từ bỏ, đường giá cả tiếp cận 600 triệu lúc là hắn biết không có hy vọng, cho dù bán thành tiền tất cả cũng không đủ tham dự tranh đoạt tư cách, nội tâm ít nhiều có chút bi phẫn. Đường đường hát ám phường thì thành chủ. Hùng bá một phương. Chưa từng bao lâu đem linh thạch để vào trong mắt. Chỗ nào ngờ tới lại có một ngày bị linh thạch bắt buộc bắt trơ mắt nhìn xem bảo bối bỏ lỡ cơ hội, hai mắt tinh hồng nhìn về phía dạng thứ ba bị thần bí sương mù bao khỏa vô thượng thần vật điên cuồng nói dạng thứ ba ta nhất định phải đạt được ta thề nhất định được hắn bảy ức đột ngột số bốn bao sương vương quỳnh mở mắt ra thanh âm bình tĩnh nhưng thần sắc lại không bình tĩnh lối ra tăng giá càng là đi vào một cái điên cuồng tình trạng đi lên chính là một trăm triệu phải biết đây không phải ban sơ một trăm triệu hai ức cái này đã đấu giá đến 600 triệu, đến cái này kinh khủng tình trạng, mỗi một ngàn vạn đều là đè đề chết lạc đà một cây rơm rạ, huống chi là 100 triệu. Theo hắn mở miệng, càng làm cho rất nhiều tranh đoạt người ngạc thở. Sau đó trầm mặt. Nhiều lắm. Cạnh tranh không dậy nổi. 750 triệu. Sở Dung Ngư cũng mở miệng, thanh âm thanh thúy lộ ra chắc chắn, giống như là chuẩn bị muốn rửa sạch nhục nhã, đem lên một lần thất bại tại lần này cạnh tranh trở về. 800 triệu. 850 triệu. 900 triệu. 930 triệu. 950 triệu. 960 triệu. 970 triệu. 980 triệu. 990 triệu. 1 tỷ. Đương cái số này rơi xuống, bên trong phòng đấu giá yên tĩnh như chết, người người đều biết thái cổ vực thập đại gia tộc cổ xưa, tài đại khí thô, lại không người lường trước lại thô đến tình cảnh như vậy. Một tỷ. Phản phất chỉ là một con số. Thốt ra. Trực tiếp chôn vùi tất cả người cạnh tranh suy nghĩ. Số bốn trong rạp vương quỳnh ánh mắt lấp lóe dãy dùa, nếu là đặt ở trước đó một tỷ còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, thậm chí sẽ không do dự thốt ra, 11 ức, 12 ức, 13 ức, thậm chí là 14 ức. Hắn cũng sẽ không do dự thậm chí là ngay cả chần chờ cũng không biết. Nhưng bây giờ, vừa mới đấu giá một kiện 400 triệu kinh khủng mức, lại đến đạt tình trạng này, cho dù là hắn đều hữu tâm vô lực, điên cùng ánh mắt rơi trên thần tượng trấn ngục Kình, cảm thụ lưu chuyển kim sắc hào quang, giống như có từng tôn thần tượng hiển hiện, làm hắn si mê cùng mê muội. Bản này, cứu cực công pháp, chớ nói một tỷ, hai tỷ, một trăm ức cũng đáng được. Bờ môi nhúc nhích, bên cạnh màu xám lão bọc nhỏ giọng nhắc nhở. Thiếu chủ, không sai biệt lắm, tạm thời có thể điều động chỉ có nhiều như vậy tài chính, nếu là ăn không hứa hẹn, sợ rằng sẽ đắc tội trang chủ. Vương Quỳnh không cam lòng nhìn xem. Trơ mắt nhìn một kiện vô thượng thần vật cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội sao? Số 8 trong rạp sở dung ngư khóe miệng nhếch lên ngọt ngào tiếu dung, mắt to như nước trong veo chớp chớp, mang theo vui vẻ cùng nhảy cẩn, cái này vô thượng thần vật chung quy là phải rơi vào trong tay mình sao? Hì hì ha ha. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Một tòa thành giá cả. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Còn có người muốn cạnh tranh sao? sở tuân thanh âm rơi xuống, ánh mắt cũng từ những cái kia khách quý trong phòng đảo qua, bây giờ còn chưa mở miệng đấu giá chỉ có hai vị bao sương, một vị là số hai bao sương, một vị là số một bao sương. Cái này hai nơi trong rạp đời chính là người nào sở tuân cũng không rõ ràng. Khách quý phòng tự động tiếp dẫn khách nhân. Dưới mắt. Mặc dù đi tới một tỷ. Nhưng hắn cảm thấy hẳn là còn sẽ có người xuất thủ. Phía dưới, phổ thông trong đại sảnh, không biết bao nhiêu người thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy, bởi vì hôm nay chuyện phát sinh thật sự là quá điên cuồng, một tỷ A, khái niệm gì, đủ để mua sắm cả tòa hắc ám phường thị. Tất cả cửa hàng, đủ để toàn bộ đóng gói, cho là chồng chất cùng một chỗ, có thể sáng rõ mọi người mở mắt không ra. Nhưng ở hôm nay, lại lấy một lần đấu giá mà hạ mạng kết cục, còn vẹn vẹn đấu giá đồng dạng vật phẩm cái này khiến bọn hắn làm sao không đắm chìm trong trung động ở trong. Không có sao. Sở tuân có chút nhíu mày. Trong tay chù y nhỏ cũng nhẹ nhàng đánh xuống. Đông. Một tỷ một lần. Đông. Một tỷ hai lần. Chậm. Thần bí số hai bao xương, bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn để cho người ta nghe không ra là cái gì niên kỹ phát ra, nhưng sở tuân lại có thể rõ ràng cảm giác thậm chí có thể nhìn thấy. Số 2 trong rạp ngồi ngay ngắn một cái thanh niên mặc áo đen. Thanh niên này thần sắc kiên nghị, mắt sáng như sao, khuôn mặt lại mang theo dị dạng tái nhợt, kia là suy yếu sau tăng thêm cực độ phấn khởi đưa đến bệnh trạng tái nhợt, lại không che lấp thanh niên mặc áo đen này giả tâm. Hắn gọi Lâm Huyền. Thái Huyền Tông một đệ tử đích truyền. Mười năm trước, Lâm Huyền xuất thân thị trấn nhỏ nơi biên giới, dựa vào thiên phú kinh người bái nhập Thái Huyền Tông bên trong trực tiếp đứng hàng nội môn đệ tử, lại trải qua phấn đấu cùng cố gắng, trở thành tông chủ đệ tử đích truyền. Theo lý thuyết hắn vốn nên phong quan vô hạn. Trên thực tế, một tháng trước hắn xác thực như thế. Chỉ là một tháng trước phát sinh một kiện chấn động Thái Huyền Tông đại sự, Thái Huyền Sơn Mạch bên trong xuất hiện một cốc trân quý thần dược, tu hành cao thâm người không cách nào tiến vào, chỉ có thể mệnh các đệ tử đi vào. Lâm Huyền chính là một trong số đó, tại Thái Huyền Sơn Mạch bên trong nguy hiểm trùng điệp, một đường chém dết yêu ma, lại đụng phải thế lực đối địch cơ hồ dùng hết tất cả, tại 12 vị cùng cảnh vây công dưới đan điện vỡ vụn, tu vi hoàn toàn không có, nhưng hắn vẫn còn sống, còn từ tuyệt cảnh vào tay gốc kia thần dược. Trở lại tông môn. Vốn cho rằng nghênh đón sẽ là phong quan vô hạn, vì chính mình tái tạo đan điền. Ai ngờ chỉ là đơn giản tìm đọc, liền được cho biết mình thụ thương quá nặng đang điện vỡ vụn đã vô lực xoay chuyển trời đất, nếu như thế Lâm Huyền còn có thể tiếp nhận, ai ngờ cùng ngày tông chủ sư phụ đem hắn cầm tù địa lao. Lấy cấm thuật lấy đi trên người hắn đặc thù linh mạch giá tiếp đến con trai mình trên thân. Mỹ danh nói. Vật tận kỳ dụng. Nếu không phải là thẩm trưởng lão thời điểm then chốt xuất thủ cứu giúp hắn đã là một vị người chết. Cái này khiến hắn làm sao không hận, hận tông môn bất công, hận sư phụ tội nghiệp, càng hận hơn trong tông môn những cái kia lương bạc người. Hắn hận không thể đem tất cả mọi người giết hết, nhưng hắn tu vi hoàn toàn không có, cái kia còn có tư cách. Cái này tại hắc ám phường thì cũng là vô ý chuyến đi, không nghĩ tới lại ra như thế một tòa thần thánh phòng đấu giá, còn ra một kiện kinh khủng cứu cực công pháp, nhìn xem giảng lược lần đầu tiên liền triệt để hấp dẫn hắn. Thần tượng trấn ngục kinh Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhất chân, cự tượng chi lực, một thân một người. Tám ức bốn ngàn vạn tế bào hạt, một hạt ngưng nhất tượng. Cự tượng, long tượng, nguyên tượng, thần tượng. Chủ yếu nhất là hoàn toàn không cần đan điện, không cần thiên phú, không cần ngộ tính. Đây là cỡ nào thích hợp bản thân, cho nên khi nhìn thấy công pháp này lần đầu tiên hắn liền mê, si mê, nhận định đây là đồ vật của mình. Nếu là thu hoạch được hắn. Cái gì tông chủ? Cái gì đồng môn, cái gì thái huyền tông, đều đem dẫm tại dưới chân. Trên đài đấu giá, sở tuân tâm thần cũng hiển hiện một chút mông lung hình ảnh, đường thư thớt sau khi xem xong đôi mắt cũng mang theo một vòng vẻ quái dị, lẩm bẩm nói. Nếu không có ngoại lệ, đây không phải thỏa thỏa khí vận chi tử mô bản sao? Vì tông môn xuất sinh nhập tử, thảm tao vứt bỏ. Lại phải cơ duyên, may mắn không chết. Thỏa thỏa khí vận chi tử A ánh mắt cổ quái lúc liền nhìn thấy số hai trong rạp thanh niên mặc áo đen nói ta có một dạng vật phẩm không biết có thể hay không hối đoái quyển công pháp này tông môn chỉ có thấy được kia kinh người thần dược nhưng không biết còn có một cái càng thêm nghịch thiên thần vật hắn mặc dù may mắn thu hoạch được lại không biết như thế nào sử dụng dưới mắt muốn nếm thử có thể hay không hối đoái cái này công pháp ngày xưa hắn không dám bại lộ cũng không dám nói cho hắn biết người sợ bị giết người diệt khẩu, dưới mắt hắn muốn đánh cược một chút, lấy vô thượng phòng đấu giá xuất phẩm nên không đến mức tham hạ mình những vật này, thật như tham, chỉ có thể trách trời muốn diệt ta. Ông Một kiện cổ phát học màu đen từ số 2 trong rạp bộc lộ mà ra. Sở dung ngư trừng lớn mắt, nghĩ thầm. Đây là từ kia toát ra một cái cực phẩm, ngươi làm công pháp này là ai muốn đổi liền đổi. Nhưng mà. Hệ thống thanh âm vang vọng đinh. Kiểm trắc thần vật. Đồng ý trao đổi. Sở tuân sửng sốt một chút, hắn thậm chí còn không thấy rõ cái này hộp màu đen là cái gì, liền cảm giác đã từ trước mắt biến mất, mà bên trong phòng đấu giá từng tia ánh mắt càng là trừng lớn mắt, cùng nhau nhìn chầm chầm sở tuân. T. Thủ đoạn gì? Vì sao một điểm linh khí ba đồng đều không có cảm ứng, cũng đã lấy đi đồ vật? Hắc ám phường thì thành chủ. Hồ tâm lão nhân lão ẩu vô số cường giả đều là cơ thể và đầu óc nghiêm nghị càng là cường đại càng minh bạch vừa mới cầm một tay kinh khủng âm thầm may mắn nói còn tốt không hề động mạnh suy nghĩ nếu không chết cũng không biết là thế nào cảm giác chấn động khái sau khi cũng từ khía cạnh minh bạch sợ bán tràng chủ kinh khủng cũng dưới đáy lòng tắt lưỡi thật sự là giả heo ăn thịt hổ có thể tại cái này vô thượng trong đạo trường làm sao lại không có tu vi đoán chừng không biết là cái sống bao nhiêu năm lão quái vật. À! Sở dung ngư cơ hồ là kinh hô một tiếng. Trơ mắt nhìn xem bảo bối biến mất, đẩy lòng một cái lọc bột. Sẽ không phải, đồng ý a. À. Nhưng! Sở tuân cũng nhẹ nhàng gật đầu. Phốc! Lần này! Sở dung ngư muốn tự tử đều có. Liều sống liều chết. Thật vất vả đoạt được. Không có người cạnh tranh cứ như vậy từ dưới mí mắt chạy đi. Bạch Thần tượng trấn ngục kình phá không mà đi, trực tiếp tiến vào số hai thần bí bao xương bên trong, bên trong thanh niên mặc áo đen thể xác tinh thần đều tại kích động, ngón tay run rẩy vuốt ve thần tượng trấn ngục kình, cơ hồ kinh hỉ vạn phần nói. Thật, có thể. Bò, to Cùng một thời gian. Tại hắn đụng vào sát na. Số hai trong rạp vang vọng một tiếng mênh mông lại cổ lão bò hò. Gọi, như là chà đạp thiên địa hồng hoang thần tượng phát ra rít gào trầm trầm, lại như kia trấn áp địa ngục ở trong vô thượng thần tượng phát ra gầm rú. Tóm lại, đương cổ lão thanh âm vang vọng, người người đều có một loại dự cảm. Công pháp này, coi thường, xa so với chính mình tưởng tượng càng kinh khủng. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hóa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả